Rồi, xin chào quý vị nha. Hôm nay Anthony đi quay phim cho những loại mà khóc cartoon đó, những loại vẹt bự đó, mà quý hiếm đó. Thì không ngờ đi tới một cái nơi này là nó gần Doncaster nha. Từ City đi xuống là nó gặp trước luôn á. Nhưng mà không ngờ ở đây lên lại có một khu đất nông trại rất là rộng luôn. Bất động sản ở đây á, mỗi một căn nhà đó là 1-2 triệu, mà cái đất ở đây họ giữ được một cái đất farm mà nó lớn khủng khiếp. Cái này mà development á, thì không biết bao nhiêu tiền. Nhưng mà Anthony thì hứng thú ở đây là những cái cảnh thiên nhiên rất là đẹp mà nó gần thành phố nha. Thì ở đây nó nông trại, có những họ nuôi những con ngựa nó rất là đẹp đây. Thành ra hôm nay Anthony quay cái cảnh mà nó giống như một cái nông trại trong gần thành phố và những con ngựa này. Mấy con ngựa này rất là đắt tiền nha. Ở vùng nhà giàu người ta nuôi là những loại ngựa quý bán đắt tiền nha. Nhìn cái tướng của nó là thấy rất là phong rồi đó. Cổ dài, chân cao nè. Thành ra ngựa này chắc chạy dữ lắm à. 4-5 con luôn. Ở đó là 4 con, ở gần đây có một con mà nó đang đi đầu mà họ cũng bận cái áo lên trên con ngựa nữa. Thành ra mấy con ngựa này chắc là loại ngựa đua đắt tiền. Trong một buổi sáng bình minh này ha, cái trời rất là mát, khoảng 21 độ nha. Cái không khí trong lành và cảnh thiên nhiên là rất là đẹp. Thành ra là nhiều khi mình đi những nơi nông trại xa đó thì chưa chắc có sự chăm sóc kỹ bằng những cái nông trại mà gần thành phố. Thứ nhất là tại vì bất động sản ở đây nó quý mắc, và những người ở đây thì họ có tiền, thành ra họ chăm sóc những cái nông trại ở đây nó rất là đẹp nha. Từ những con ngựa ở đây, là quý vị nhìn những con ngựa này, nó là những loại ngựa đắt tiền. Nhìn cái tướng của cái con ngựa đó, nhìn cái phong độ của nó đó, là đây là những con ngựa quý đắt tiền. Nhớ trên lưng nó bằng cái áo, bằng cái áo lên cho con ngựa luôn, cho nên những con ngựa này chăm sóc rất là kỹ. Rồi, trong cái đoạn video này thì Anthony sẽ khoảng 2-3 phút thì có thể là vừa nha. Thì thành ra là quý vị nào thấy video này được thì chia sẻ cho Anthony, rồi nhấn like, nhấn chuông cập nhật video mới. Anthony cảm ơn quý vị. Xin chào nha. Bye.